Em xin chào cả nhà, hiện tại em đang có mặt tại khu du lịch khu du thuyền Dược Cạn của làng hoa Sa Đéc cả nhà. Hôm nay em sẽ vào đây chơi và tham quan, quay cho cả nhà cùng xem hôm nay có những gì. Đây, nhìn cũng rất là đẹp cả nhà. Rồi, đang mua vé. Đây, nhiêu vé cô? 30 cơ. Dạ. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong và chia sẻ bên trong những gì cho cả nhà cùng xem cả nhà. Đây. Mai rất là đẹp luôn. Thì ở dưới đây có làm cầu tiểu cảnh cho ta ra chụp hình nữa nha. Hôm nay làm tiểu cảnh để chúng ta chụp hình rất là nhiều cái nha. Đây. Rất là nhiều tiểu cảnh để chúng ta để những đi đi chơi tham quan chụp hình. Đây là tiểu cảnh trong khoang của ngôi tàu này. Cái thuyền này. Nhìn xa ra ngoài vườn cái này thì chúng ta cũng có thể ngồi đây một dải này cái nha, để ngắm cá cái nha, thì sát cặp con kênh này luôn. Thì trong đây ta nhìn ra những khu vườn để chụp hình cũng rất là đẹp. Tí nữa mình sẽ ra đó và quay chia sẻ cả nhà cùng xem nha. Lên lên lầu tham quan coi đây có những gì cả nhà. Này có tiểu cảnh xe hoa rất là đẹp nha. Thì đây trong phòng có những cái nắp bia để mà làm cái bàn cái nha, nắp bia rất là lớn, đây nhìn rất là độc đáo. Thì bên đây nhìn xuống rất là đẹp luôn. Có dòng sông lười này cả nhà, này cũng cong cong rất là đẹp luôn. Đây những chiếc rắn lóa hình lưỡi tim cả nhà, nó tình yêu bắt đầu. Hôm nay là những tham quan của khu khu thuyền Dược Cạn cả nhà. Thì ở đây có những mối nhang sắc màu rất là đẹp luôn. Đi vào trong cả nhà. Thì có chữ của bạn sự như ý. Đây có một chiếc xe rất là cổ để các bạn như đây tham quan vui chơi chụp hình. Cái lưu cái máy nha, nó trồng sen luôn đây luôn.
sử dụng đó. Cái dù rất là đẹp nha. Như đây là có những hoa hướng dương đang nở rất là đẹp luôn. Bên đây độc đáo có những bầu hồ lô cái nha. Đây là có cánh đồng hoa hướng dương nữa nha. Hoa màu gà luôn. Cối xe gió đã về tới Sa Đéc. Toàn cảnh khu này thì có xe gió nè, chữ lớp nè, rồi cánh đồng hoa hướng dương, rồi cánh thiên thần tình yêu nè. Nó có cầu ánh trăng nguyệt, rồi giải